thông tin quảng cáo. Gì đó bỏ chuối hay làm gì đó vân vân. Thì cái người sạch sẽ thì má tôi bày cho làm hết tất cả, nhưng mà gái thôi, không biết nó là sao, bà làm thôi, không có cho đứa nào rờ tay vô. Đó thì cái này rất là vui. Thì thành ra tôi qua nhiều thế hệ để biết và kinh nghiệm làm như thế nào để cho nó ngon. Thì hôm nay đây là tôi bày cái kinh nghiệm, còn những cái khác chưa chắc tôi giỏi, thành ra không có dám bày. Quý vị chuẩn bị sẵn một cái hũ thủy tinh. Cái hũ này cỡ khoảng 7-8 lít. Để làm chi? Để mình ngâm với 5 lít nước. 5 lít nước pha với một số cái. Thì bây giờ nguyên liệu là một cái hũ thủy tinh trước. Rồi bây giờ cái những cái thành phần nè, chúng ta cho 5 trái chuối. 5 trái chuối chúng ta dùng, hồi xưa ta hay dùng chuối sim á. Chuối ở dưới quê mình ăn chuối sứ, chuối sim á. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy trên mạng người ta cũng bày là chuối chuối già hay là chuối gì đó cũng được, nhưng mà tôi thì kinh nghiệm là tôi thấy làm chuối sim. Chắc là chuối sứ, vì cái chuối sim nó ngọt hơn phải không ạ? Nó có cái độ mật hơn phải không ạ, thưa bác sĩ? Không biết. Thật sự thì cái kia cái độ mật, cái ngọt nó cũng vậy hả? Nhưng có lẽ tại vì ở dưới quê miền Tây đó, chuối sim, của chuối sim nhiều, của chuối sứ, chuối sim nhiều hơn. Còn cái chuối già đó ở miền Long Khánh trở đi thì nó mới chi nhiều. Đại khái vậy, cho nên ở dưới dùng chuối, mà chúng ta dùng chuối chín. Nó đừng có thâm ở ngoài nhưng mà cũng đừng có non, đừng có già, mà nó chín mềm, chín hơi rục mà không có thâm vỏ. 5 trái chuối, 100g đường cát trắng. Chúng ta dùng đường cát trắng, chúng ta đừng dùng đường vàng, bởi vì đường vàng cái nó làm cái giấm nó hơi màu vàng một chút. Thành ra chúng ta muốn giấm trắng tươi đẹp thì chúng ta dùng đường cát trắng. Rồi 100ml gạo rượu nếp. Rượu nếp 100ml rượu nếp tốt. Với lại 5 lít nước sôi để nguội. Thì như vậy chúng ta có nguyên liệu là 5 trái chuối nè, 5 lít nước sôi để nguội sẵn nè, 100ml rượu nè, và một trái dừa. Trái dừa chúng ta chặt, đừng có để cho nó có bị cái văng những cái miếng nhỏ nhỏ gì vô vụn. Còn nếu mà có vụn đó, thì chúng ta để trên một cái lớp gạt để chúng ta lọc, làm sao cho dừa nó nước nó trong vắt. Thì dừa này là dừa vừa ăn đó, chứ nó đừng có già quá. Già quá thì nó lại cái nước nó lại hơi bị acid, thành ra nó cũng không tốt. Dừa vừa ăn hay dừa tươi cũng được. Đó là các cái thành phần. Thì bây giờ đó, đơn giản, rất đơn giản là chuối là chúng ta lột vỏ rồi chúng ta cắt đôi ra. Có để nguyên trái cũng được, nhưng mà để nguyên trái thì nó lâu hơn. Cắt đôi ra rồi chúng ta mới xếp vô trong cái hũ thủy tinh. Chúng ta xếp theo cái chiều ngang của nó để nó nằm ở dưới chứ nó không có bị trồi lên trên. Cái thứ nhất là vậy, nước sôi 5 lít cộng với 100ml rượu và đường, chúng ta khuấy cho nó thiệt là tan hết ở ngoài này. Sau đó rồi chúng ta đổ nước dừa vô và đổ tất cả cái hỗn hợp này vào. Thì như vậy chúng ta có 5 lít nước sôi cộng với tất cả những cái này, có thể là vào khoảng 6 lít. Chính vì vậy hồi nãy tôi nói dùng cái hũ 7-8 lít là vừa, đó là như thế. Rồi sau đó đó thì chúng ta mới dùng một cái miếng khăn vải mục, đúng rồi, dùng vải mục cho nó có hở hở một chút, nó kín nhưng mà nó hở. Chúng ta đậy lại, chúng ta cột ngang lại và chúng ta bỏ ở ngoài trời nhưng mà nó không có nắng chiếu, để cho cái không khí tự nhiên. Thí dụ như nói không ngoài trời gì, chúng ta để ở trên sân thượng hoặc là hành lang mà đừng có nắng chiếu trực tiếp vô, nó mát nhưng mà nó để ở ngoài chứ cho nó không có bị thiếu oxy. Chúng ta dùng cái vải mùng để chúng ta đậy lên trên đó, là để có cái chỗ hở và oxy nó vô ra, nó oxy hóa cho nó nhanh và nó lên men cho nó nhanh. Thì cái này, cái nguyên cái hũ này đó, chúng ta để trong vòng từ khoảng 40-60 ngày. Khởi đầu làm nó hơi cực nhưng mà những cái mẻ sau thì rất là nhanh. Thì tới 40 ngày thông thường là được rồi đó. Nhưng mà nếu chúng ta mở ra, chúng ta thấy cái lớp ván ở trên đó, nó chưa có nhiều, chúng ta có thể đậy lại. Hoặc là chúng ta nhúng một cái chiếc đũa vô, chúng ta thấy cái độ chua nó chưa nhiều, chúng ta đậy lại, chúng ta để tiếp cho tới 60 ngày, 2 tháng. Nhưng mà thường thường 40 ngày là nó đã có lên men giấm tốt rồi. Thì khi chúng ta mở cái này ra đó, thì chúng ta thấy có một lớp ván màu vàng trong suốt nó nằm ở trên đó. Cái lớp ván này nè, thì chúng ta khéo đừng có để nó bể. Và khi mở ra đó thì chúng ta có thể vớt cái lớp ván này để bỏ qua một cái hũ khác
chúng ta tiếp tục nuôi để chúng ta có 2-3 cái hũ giấm ở trong nhà. Thì sau đó khi chúng ta vớt cái lớp trên này rồi nó rất là dày, thì chúng ta để qua một cái hũ, chúng ta chuẩn bị một cái hũ khác rồi đó, thì chúng ta mới chắc cái nước giấm này, cái nước giấm này vào trong một cái lọ chúng ta để xài, bắt đầu xài được rồi đó. Thì trong cái lọ cũ này nó vẫn còn 5 trái chuối, và chúng ta có một cái lớp ván con giấm, cái lớp ván đó gọi là con giấm. Chúng ta có một cái hũ thứ hai, thì như vậy từ cái hũ đầu tiên bây giờ chúng ta có 2 cái hũ giấm cái, một cái hũ đó là của 5 trái chuối và một cái hũ là lớp ván chúng ta vớt qua bên này. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta có thể tiếp tục làm bằng chúng ta cho vào, bây giờ cái độ con giấm cái nó có rồi thì khác chứ không phải như lúc nãy. Chúng ta có thể cho vào đây là một chén đường trắng, chúng ta gạt ngang vậy nè, với lại 6 chén nước sôi để nguội, chúng ta quấy cho thiệt đều rồi chúng ta cho vào ở trong hai cái này, mỗi cái là 6 chén nước sôi để nguội cộng với một chén đường trắng là 2 cái, thì là 2 lần như vậy. Rồi chúng ta lại cột lại, chúng ta để lần thứ hai này thì nhanh hơn thôi, trong vòng từ 2 tuần cho tới 20 ngày là chúng ta có cái độ chua để có thể xài được. Thành ra khi cực lúc đầu trong vòng 2 tháng, nhưng mà sau đó rồi chúng ta liên tục chúng ta sẽ có những cái mẻ giấm, và cái trái chuối nguyên của cái hũ giấm đầu tiên đó chúng ta thay lần thứ 3 thì chúng ta có thể bỏ đi. Bởi vì bây giờ chúng ta nuôi được rất nhiều cái con giấm cái rồi, không cần mấy cái trái chuối này nữa, thì qua lần thứ 3 rồi chúng ta có thể bỏ và chúng ta chỉ nuôi bằng con giấm cái này tiếp tục. Chúng ta có một cái hũ giấm lớn trong nhà 5-6 lít như vậy đó, để chúng ta rửa rau, nên rửa rau thường xuyên bằng cái này. Rồi chúng ta thí dụ như dưỡng da nè, hay là chúng ta ngâm chân nước nóng vào buổi tối để cho dễ ngủ nè, thì cần phải có hũ giấm lớn. Chứ nếu mà cái chai giấm chúng ta mua có chút xíu về chúng ta tiếc, chúng ta không dám xài. Nhưng mà luôn luôn nhớ là pha loãng, đừng có để nguyên cái nồng độ của nó. Dạ, rất là hay phải không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái chuyên đề khá là thú vị về cái sự tuyệt vời của giấm như thế nào trong vấn đề sức khỏe, cũng như là cách mà chúng ta có thể tự tạo một cái hũ giấm nuôi cho ở nhà của mình ra sao ha. Nếu mà quý vị chúng ta chưa theo dõi từ đầu của chương trình thì quý vị có thể nghe lại khi mà chương trình phát lại vào ngày mai ha, lúc 17 giờ trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị có thể vào lại fanpage Radio VOH hoặc là fanpage của Dược Bình Đông Bidova để chúng ta xem lại nội dung của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ trước khi chuyển sang phần giải đáp thắc mắc cho các khán giả của chương trình, thì chúng ta sẽ dành thời gian cho nhà tài trợ với sản phẩm thông huyết trực đã hoàn của công ty Dược Bình Đông. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Có rồi, nè anh, thông huyết trực đã hoàn Bình Đông đi rồi. Anh uống cho tan máu bầm, giảm đau mấy chỗ sưng do té xe đó. Ủa, thông huyết trực đã hoàn để phụ nữ uống khi bị? Thông huyết trực đã hoàn là 2-1, vừa thông kinh cho phụ nữ, vừa làm tan máu bầm, giảm đau các vết sưng tấy nữa. Vậy không nói nữa, nào há miệng ra uống liền. Thông huyết trực đã hoàn Bình Đông giúp làm tan máu bầm.